Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cách mạng khoa học, công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ 20. Từ thập kỷ 40 của thế kỷ 20, trên thế giới đã diễn ra cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, khởi đầu từ nước Mỹ. Cuộc cách mạng này đã đưa tới nhiều thành tựu kỳ diệu và đổi thay cho nền văn minh nhân loại. Một cuộc cách mạng khoa học công nghệ. 1. Nguồn gốc và đặc điểm. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của con người trong tình hình bùng nổ dân số và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Đặc điểm của cách mạng khoa học kỹ thuật là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mọi phát minh kỹ thuật đầu bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. Khoa học gắn liền với kỹ thuật và tham gia trực tiếp vào sản xuất, trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ. 2. Những thành tựu. Từ sau thập kỷ 70, cách mạng khoa học kỹ thuật đã thu được nhiều thành tựu kỳ diệu trong các ngành toán học, vật lý, hóa học, sinh học. Tháng 3 năm 1997, các nhà khoa học đã tạo ra cừu DOLY bằng phương pháp sinh sản vô tính. Tháng 6 năm 2000, các nhà khoa học đã công bố bản đồ gen người. Trong lĩnh vực công nghệ đã xuất hiện những phát minh quan trọng như công cụ sản xuất mới, máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động robot, năng lượng mới, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nguyên tử, vật liệu mới, công nghệ sinh học giống lúa có năng suất cao, thông tin liên lạc và giao thông vận tải cáp sợi thủy tinh quang dẫn, máy bay siêu âm, tàu hỏa tốc độ cao, chinh phục vũ trụ. Trong những thập niên gần đây, công nghệ thông tin phát triển mạnh trên toàn cầu, máy vi tính, Internet đã ứng dụng sâu rộng trong mọi ngành kinh tế và hoạt động xã hội. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã dẫn đến những thay đổi về dân cư, nhân lực, giáo dục, hình thành thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa. Hai xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó. Từ sau chiến tranh lạnh, thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa. Những biểu hiện của xu thế này gồm sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế, sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia, sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn, sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực, quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Liên minh châu Âu EU. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!